Các em đã bao giờ được gặp những hải tặc tốt bụng, đáng yêu và rất đam mê hội họa như thế này bao giờ chưa? Đó là thuyền trưởng Leo, một nghệ sĩ thực thụ, cùng hai thuyền viên Fresco, Skelly và công chúa Cleo xinh đẹp, say mê các chuyến phiêu lưu, tất cả cùng rong buồm ra khơi. Mỗi chuyến đi là một cuộc khám phá đầy màu sắc, nhưng cũng không kém phần hồi hộp, ly kỳ, bởi các thành viên trong đoàn luôn phải đối mặt với sự phá hoại của bà nữ hoàng độc ác Conformia. Hãy cùng tham gia những chuyến đi đầy thú vị trong bộ phim Chuyến du hành vào thế giới hội họa các em nhé!